RAM 3 này, đủ các bớt nhé, từ 1066 đến 1006 để dùng cho main G41, H61, H81 hoặc một số dòng H110 chạy RAM 3. RAM thì đẹp như mới và các bạn có thể mua gói bảo hành 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng không có vấn đề gì cả. Nếu mua cặp thì nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như này, bạn mua một cặp hai thanh thì nó sẽ rẻ hơn là mua một thanh. Và khi mua hàng thì những sản phẩm này lỗi là đổi nhé, chứ chẳng ai sửa RAM gì cả. Sửa RAM thì sửa được nhưng nó mất công thôi, nên vì vậy là cái giá RAM nó cũng rẻ hơn 200.000 một thanh RAM 3 4GB, vì vậy là người ta không còn cái thời gian sửa nữa rồi. Đây, rất nhiều mã các bạn, từ Samsung đến Kingston nhỏ siêu bền này các bạn. Kingston nhỏ bớt 1006 siêu bền. Các bạn cần mua hàng thì các bạn có thể truy cập no2.vn hoặc là Zalo số 0906010103, hoặc là vào Sendo Shopee, mình để ở cái phần link mô tả phía dưới nhé các bạn nhé. Đang có một thanh 2GB thì mua thêm một thanh 4GB, và đang có một thanh 4GB thì một là mua thêm một thanh 4GB hoặc là một thanh 8GB, thì các bạn mua RAM nào thì các bạn đều có thể truy cập vào đó hoặc call trực tiếp cho mình. Được. Mua thêm bất kể cái gì về linh kiện thay thế máy tính bên No 2 đều có nhé các bạn nhé. Đây, RAM đồng bộ rất đẹp, có những thanh tỏa nhiệt này. Tỏa nhiệt này là lô cũ trước thôi, chứ còn bây giờ toàn RAM đồng bộ đấy các bạn, đẹp lắm. Chúng ta nhìn chân đồng này, đấy các bạn nhìn thấy chân đồng chưa? Để cố gắng bắt nét cho các bạn. Chân đồng như mới, gần như chưa cấm vào main. Chỉ RAM 3 đơn vị bán cấm vào test trước khi xuất xưởng thôi các bạn ạ. No2.vn 0906 010103.